Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng điểm mới trong các luật liên quan đến bất động sản áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Đầu tiên, chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng. Điều thứ hai, không quy định thời hạn sở hữu chung cư. Điều thứ ba, không làm nông nghiệp vẫn sẽ được nhận chuyển nhượng đất lúa. Điều thứ tư, bỏ khung giá đất 5 năm một lần thay bằng bảng giá đất áp dụng hàng năm. Điều thứ năm, người Việt Nam tại nước ngoài còn giữ quốc tịch Việt Nam sẽ được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Điều thứ sáu, lược bỏ một phương pháp định giá đất chiết trừ. Điều thứ bảy, không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2, 3, tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành. Và điều cuối cùng là thêm nhiều trường hợp đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ. Và đối với những điều trên thì sẽ tác động đến thị trường bất động sản. Thứ nhất là để tránh tình trạng huy động vốn phát triển dự án tràn lan, hạn chế rủi ro cho người mua. Điều thứ hai là giảm áp lực thanh toán cho người thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Điều thứ ba là giá đất được cập nhật sát diễn biến thị trường, thúc đẩy cho quá trình định giá đất trong việc thực hiện dự án. Điều thứ tư là giúp thị trường minh bạch, bảo vệ quyền lợi và củng cố niềm tin cho người mua nhà. Và cuối cùng là sẽ nguồn cung bất động sản kỳ vọng được cải thiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video lần này.